Welcome back to my channel guys. Xin chào cô chú anh chị quý vị quay trở lại kênh của Thành Lê Dứa Xây nha. Cô chú anh chị quý vị đang thấy mình đang lái xe là đủ hiểu rồi đây. Cái như hôm nay là ngày thứ ba, là ngày mà ông tổng thống Trump ông sẽ ra trình diện ở tòa án bên New York về cái các cáo buộc mà coi như sử dụng tiền để mà gọi là bịt miệng cái mối tình mà coi như là vụng trộm giữa ông cụ tổng thống Trump với bà diễn viên phim nghèo cách đây bao nhiêu chục năm về trước đây. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, tại vì mình đang lái xe mà cô chú anh chị biết rồi đó, mỗi lần cái phong cách của mình nó đặc trưng lắm. Mỗi lần mình đang lái xe tức là mình thích nói chuyện về xe. Mà xe ở đây thì còn cái xe nào hay hơn để chúng ta giải trí hơn là cái dòng xe nó mang biệt danh VinFast, là xe của quê hương cô chú anh chị quý vị. Trời ơi, nghe nhắc tới chữ VinFast nó nghe nó thân thương, và nghe gì đâu mà miễn nó bay dèo dèo luôn. Ok. À, fan con VinFast đó đây. À, cái như là cái gì, fan cùng VinFast, thấy không? Mới mình vừa mà mở video ra là mình đã vào đầu để mình khè với các em fan cùng VinFast, là coi như là em Thành Lê có nhiều chủ đề nói lắm ha. Như là cái buổi mà ga tò của ông tổng thống Trump, rồi nếu mà tổng thống Trump mà bị cáo buộc tội đó, ông sẽ đối diện với bản án nào, hình phạt nào, hay là Mỹ viện trợ vũ khí thêm cho Ukraine, hay là có Nga coi như thương vong tới đâu rồi, hay là bầu cử Mỹ, hay là cái hãng xe Lucid nó sa thải 1.000 nhân viên, vân 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 vân. Fan cuồng VinFast, nhưng mà anh không thích nói vấn đề đó bây giờ, tại vì nói đó là phải có thông tin đồ, hình ảnh minh họa đồ, đúng không cô chú anh chị quý vị? Còn bây giờ đang nói giờ là giống như nói chai vậy đó, nói chai là nói theo những gì mình coi như đã ghi nhớ trong đầu mình thôi, đúng không? Fan cuồng VinFast. Cô chú anh chị cũng biết rồi đó, fan cuồng VinFast hiện giờ đang tăng cường lăng xê cái dòng xe mà VF9. Fan cuồng VinFast, VF9 là gì nè, xe gì nè, ghế cơ trưởng, ghế chủ tịch, xe khủng long, ở gì nè, dòng xe SUV mà coi như là dẫn top ở trên thị trường, trời ơi đó nghe. VinFast đã coi như là trở thành một trong ba nhà sản xuất xe ở hàng đầu Đông Nam Á. Công nhận đó nghe. Xin chúc mừng VinFast. Xin chúc mừng VinFast nha. Kể như là ok đi quý vị, cô chú biết anh chị quý vị ha. Biết tại sao không? Tại vì ở khu vực Đông Nam Á đó, hình như đó nha, bên này mình không có xác minh nha, hình như là có ba nhà sản xuất xe. Thì về một khía cạnh nào đó, em VinFast nhà ta là một thương hiệu Việt mà cũng lọt vào top 3 luôn đi, là coi như cũng là một cái gì đó nó tự hào vô bờ bến này, đúng không cô chú anh chị quý vị? Chúng ta có ba nhà sản xuất xe cái lọt vô top 3 luôn, đúng là trời ơi trời, quá tự hào luôn. Đúng chưa mấy em fan VinFast, fan cuồng nha. Tại vì mình mà một fan VinFast mình không cuồng. Dạ. Và chưa kể nó gì, trời ơi mới đây nè, vào ngày hình như là ngày cách đây từng rồi hay gì, nó tổ chức buổi lễ long trọng giao được 27 chiếc xe tới tay khách hàng. Vừa vào cỡ thông số hiện giờ thì chưa có thống kê doanh số cho xe VF9, nhưng mà cỡ một tháng nữa thôi sẽ có. Khi đó khả năng cao là em VinFast sẽ giao được có 200-300 xe nữa. Trời ơi, xin chúc mừng nha. Không, chắc cỡ 100-200 xe thôi. Nhưng mà nói chung là cũng chúc mừng luôn, ok fan em VinFast với các fan cùng VinFast. Tại vì gọi là có xe giao còn hơn là không có xe giao, đúng không cô chú anh chị quý vị? Xe người hãng xe người ta mới có coi như đây, mới có 5 tuổi à. Cái hãng xe nó mới có ra đời năm 2017, tới giờ là còn 6 tuổi rồi, đúng không? Và người ta sản xuất xe xăng mới có khai tử năm ngoái, năm kia mới đưa vào xe điện sản xuất cỡ 1-2 năm nay, mà đã xuất qua tới bên Mỹ nữa. Trời ơi, chẳng những giao được 100-200 xe ở quê nhà mà còn xuất qua được tới Mỹ nữa cô chú anh chị, thấy không? Nghe mà nghe nói tới Mỹ hay là thấy hoài rồi đó. Trời ơi trời, bên cô anh hóa ta muốn xuất xe qua Mỹ đâu có phải là cái chuyện đơn giản. Trời ơi, phải vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe, đao to búa lớn gì đó, những cái tiêu chuẩn mà trên trời của Mỹ không à. Vậy nó minh chứng cho một điều là gì? Xe VinFast người ta đã đạt chất lượng mà siêu cấp vô địch. Coi như là bỏ xa, vượt qua xe Hàn, bỏ xa xe Nhật, bỏ xa Tesla về độ cứng cáp đó nha. Có cốc 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 vậy nè. Trời ơi, xe VinFast nó nghe là nó cứng hơn xe Tesla. Tại vì xe Tesla, cô chú anh chị quý vị, chắc nó làm bằng mũ. Chắc nó làm
bằng coi như hợp kim không, chứ nó không có phải là làm bằng thạch cao hay sao đó. Thành ra là nghe cái âm thanh nó không có được trong trẻo giống như em VinFast, đúng không? Rồi xe Nhật, xe Hàn thì trời ơi, cái body nó mềm, nó dẻo hơn nữa. Rồi xe VinFast người ta được mệnh danh là xe tăng, cô chú gì quý vị, nó cứng như là xe tăng nghe gấu nga vậy đó, nó cứng lắm, cứng như xe tăng gấu nga vậy đó. Tại vì có một ví dụ mà rất là nổi tiếng hồi cỡ tháng rồi hay gì, là có một chiếc xe VF8 của một anh chị nào đó không may va chạm với một chiếc xe tải ở bên Việt Nam hay gì đó, rồi các túi khí nó bung ra và nó gọi báo cứu hộ về tổng đài luôn. Còng dữ thầy, còn dữ. Ở một khía cạnh nào đó là coi như là ok, xe VinFast là nó cũng túi khí nó cũng bung ra, nó cũng khá an toàn đi, nhưng mà bỏ qua cái yếu tố đó luôn đi thì á, thì ok, xe VinFast nó nghe đã xích qua tới Mỹ, và chẳng những xích qua tới Mỹ, cô chú anh chị quý vị, nó còn lập thêm một cái kỷ lục mà coi như là vô tiền khoáng hậu, mà không có bất cứ một cái hãng nào mà coi như là dám mà có cửa đây, mà có cửa đây mà gọi là qua mặt em VinFast nữa. Đó là cái kỷ lục mà qua tới Mỹ từ cuối tháng 12 tới bây giờ, là qua luôn tháng 4 của năm 2023 rồi. Và cái thông tin hiện giờ nha, là em VinFast nhà ta đó nha, đã giao được tới 45 xe cho khách Mỹ. Cô chú chị thấy ghê chưa? Mình nghe là mình thấy ghê rồi đó, mình nghe là mình cảm thấy là trời ơi, lòng bồn chồn xôn xao, xao xuyến. Trời ơi, nghe đâu mà nó tự hào, đã có 45 chiếc xe mang thương hiệu VinFast, một thương hiệu mình rất yêu thích. Nó là lăn bánh gầm gầm ở trên đường phố Mỹ, nó là lăn bánh mà coi như ngày nào nó cũng được lăn bánh xuống các khu phố của các cộng đồng đường phố Bosa hay khu Grand Century Mall bên Cali, nơi mà tập trung rất là nhiều cô chú anh chị quê hương, để người ta coi như chăm chờ, coi như là nói ra nói vào vậy đó. Cô chú anh chị thấy dữ chưa? Đó, thấy dữ chưa? Qua Mỹ, mới có sức xe qua Mỹ có 4 tháng thôi mà đã giao tới 45 xe, là cô chú anh chị biết là coi như là xe VinFast người ta là cũng đẳng cấp lắm chứ không phải chơi đâu nha. Đó, đẳng cấp lắm, đúng chưa mấy fan của VinFast? Xong rồi đó, hiện nhưng mà cái quan trọng là gì, sắp tới đây cái lô hàng kế tiếp có VF9 hay không. Tại vì là xe VF9 á, cô chú anh chị quý vị cũng biết rồi đó, xe VF9 á hiện giờ là coi như là đang là coi như là mưa làm gió trên thị trường, mà nào là coi như ghế, coi như xe mình đang chạy nè, làm sao mà gọng bự như xe VF9 được, nó bự chà bó vậy đó. Chiếc xe mà đáng lý ra nó chỉ có bờ coi như là chở 5 người thôi, mà nó làm theo thêm thành 3 băng ghế. Đáng ra chỉ chở 5 người mà làm thành 3 băng ghế để nó chở được 6 người. Cô chú chị thấy kinh điển chưa, 6 người luôn đó. Chiếc xe, quý vị hãy tưởng tượng xem, làm gì mà trên đời nó có cái đẳng cấp nào mà biến chiếc xe mà đáng ra vốn là chỉ chở 5 người thôi, mà nó phải gắn thêm được cái hàng ghế thứ 3 vô để chở 6 người thôi, là cô chú chị biết nó kinh điển như thế nào rồi đó. Trời, ngồi gì đó nghe, ngồi ở băng ghế trước, băng ghế sau á thì là cơ trưởng với cơ phó, còn ngồi băng ghế sau nó băng ghế thứ 3 nữa đó nghe, là chắc là băng ghế của tiếp viên quá, đúng không? Trời, vừa ngồi mà coi như là chân thì phải gác lên trên cao rồi, trời ơi, cái nó nghe rằng người phải mảnh mai dữ lắm nên nó mới coi như là nó mới vừa cái không gian của băng ghế thứ 3 được. Và chưa kể nữa, vừa chạy xe giống như vậy nè, nó không có được yên tĩnh như vậy đâu. À, vừa chạy xe mà nghe, nó nghe những âm thanh của chiếc xe kế bên, nghe tiếng chim kêu dưỡng hót, biết nhà má đâu. Trời ơi, đứng xong rồi mở những bản tình ca vô nữa, trời ơi, nó nghe rồi gặp trời mưa mà tích tắc, hoặc là trời nóng chang chang ở lúc 37 độ đó nghe, trời ơi, lúc đó nó nghe là cảm động mà muốn khóc luôn á, muốn khóc luôn. Chạy xe VinFast mà vừa gặp trời mưa hay là gặp trời nắng mà 37 độ là coi như là xúc động, mà coi như rơi nước mắt luôn á. Tới đã có nhiều người bị rơi nước mắt rồi, ok, phải không? Trời ơi, nó dữ lắm, cô chú chị chưa hiểu rồi đâu. Xong rồi đó, cửa sổ trời này nè, cửa sổ này là coi như cửa sổ trời cùi bắp rồi đó, ok. Xe VF9 người ta là cái cửa sổ trời á, hình như là nó không có máy, nó không có cái miếng màng này che đâu,
coi như là bởi vì các cô chú bởi vì nó trong tương lai là học chừng tụi Mỹ nha, tụi Mỹ trắng nó khoái lắm. Tại sao cô chú anh chị biết gì không? Vừa chạy vừa có tắm nắng không, coi như là cửa sổ trời á là coi như cái kiểu mà che miếng màng này là cùi bắp vậy đó, không che miếng màng là coi như là dành cho những người ta sợ nắng giống như là người châu Á mình thôi, còn tụi Mỹ trắng nó thích phơi nắng lắm. Thành ra ở một khía cạnh đó chắc là coi như bên mà thiết kế của VinFast đó nghe, chắc họ đi du lịch hơi nhiều, họ thấy là đù tụi Mỹ nó khoái tắm nắng lắm, thì chắc là gì chứ mà để cho coi như là không có cái gì che chắn đó, thì coi như là tụi nó sẽ dễ tắm nắng hơn chăng. Nhưng mà again, cái đó là coi như mình chỉ nghe đồn thôi nha, ok không, mình chỉ nghe đồn thôi, tại vì mình đâu có chạy xe VinFast mà mình biết không, xe VinFast nó chưa có được cấp phép của bên tiểu bang Texas này không, nếu có là coi như mình cũng ra mình review nó rồi, mình cũng chạy nó là mình sẽ cho em nó một số điểm mà xứng đáng với chất lượng của em đó, ok. Cái okay, em fan còn VinFast làm đây, anh Thành Lê là người công bằng lắm chứ không phải như tụi em đâu, ok. Mình có cho em nó 7-8 điểm hay không thì chưa biết, nhưng mà nói chung mình sẽ cho em nó một số điểm mà khá là công bằng ở đây. Vấn đề là gì, hiện giờ chưa có VinFast được bán hay được cấp phép bên tiểu bang Texas. Cái giấy phép mà mình có của em VinFast á, dưới giấy phép của VinFast có là chỉ ở bên bang California mà thôi, hoặc là dưới những cái bang nào mà dùng những cái điều cái quy tắc giống như bên Cali vậy đó, bên Texas này thì VinFast chưa có. Thành ra là buộc lòng phải chờ đợi thôi cô chú anh chị quý vị, nỗi khổ của một fan VinFast ở tiểu bang Texas hay tiểu bang nào nói chung muốn review một chiếc xe VinFast, muốn chạy chơi xe VinFast cho mà coi như cho Mỹ mà nó há mồm cho chị Kiều mà coi như cay mắt, không cho coi như là nhật hàng kinh ngạc, tại vì xung quanh đây cô chú anh chị cũng biết rồi đó, nước Mỹ này là coi như xe nhật xe hàng cũng khá là nhiều luôn, không đi đâu cũng thấy hết, đường nào đường nấy cũng thấy hết đó. Và cái đặc biệt là nhật hàng ta khiêm tốn lắm đó, đó giờ ta không có vỗ ngực xưng tên tự hào mẹ gì đâu. Cái như mặc dù xe người ta chạy đầy đường gầm gầm đường phố Mỹ, nhưng mà Nhật Hàng nó không bao giờ nó dám mở miệng ra là hàng ngàn người Mỹ dễ chào, hay là cả thế giới phải thán phục, hay là cả thế giới phải há mồm gì đó. Nhật ta khiêm tốn lắm, nhưng mà chiếc này là coi như Nhật Bổn nó phải há mồm rồi, tại nó phát hiện ra đó giờ nó khiêm tốn, nhưng mà nó phát hiện ra là đu bây giờ sẽ có một cái hãng xe mà qua tới Mỹ hơn 3 tháng rồi mà chỉ giao được có 45 xe, một cái thành tích rất là hay ho luôn. Tại cô chú chị nghĩ xem, nguyên cái Đông Nam Á đâu có được cái nước nào mà xuất khẩu xe qua Mỹ, đúng không? Mấy cái nước đó là người ta biết tự lượng sức, cỡ như Thái Lan, Mã Lai, Singapore là cửa nào? Trời trời, mấy cái nước đó là cửa nào mà xuất xe qua Mỹ? Trời ơi, con người ta biết tự lượng sức, người ta là cái gì nè? Người ta là thà ăn chắc mặc bền còn hơn là gì nè, một phút vi vàng rồi tắt lụi. Không, người ta là thà ăn chắc mặc bền còn hơn là gì nè, một phút vi vàng rồi tắt lụi. Không, người ta có mấy cái hãng xe của Thái hay Mã Lai hay Sing hay thậm chí là của Tàu Khửa đi, thì người ta phải tập trung vào những cái thị trường mà gọi là nội địa, những thị trường của mấy nước châu Phi hay là mấy nước nghèo nào khác, không thì người ta mới chiếm lĩnh thị trường, người ta mới gọi là ăn chắc mặc bền được, nghe không? Chi phí nó ít, vốn ít, cạnh tranh ít, cái gì nó cũng ít hết, thì nó mới cơ may nó làm ra. Thành ra mấy hãng xe đó cái cửa nào mà đấu với VinFast, cô chú anh chị nghĩ xem. VinFast ta nha, vốn có mấy tỷ đô mà nợ đâu coi, đã được các nhà đầu tư, các ngân hàng nó cho vay nợ lên tới 8 tỷ 800 triệu đô, cô chú anh chị thấy dữ chưa, nợ mà coi như gấp đôi số vốn luôn, thấy dữ không? Và người ta mới cái sản xuất xe điện có mấy năm mà người ta đã mạnh dạn xuất qua tới bên Mỹ này, và còn chí thậm chí là gì,
không? Đã vượt qua tất cả những lời đàm tiếu chê bai là xe thạch cao đồ này kia, để giao được tới 45 xe, một cái kỷ lục mà trên đời này không có bất cứ cái hãng nào mà có cái cửa hay có cái tư cách hay có cái đẳng cấp nào mà vượt qua hết. Mà từ đây về tới sau trong lịch sử cũng không có cái hãng nào mà nó có thể vượt qua cái thành tích mà gọi là vô cùng là kinh khủng, ấy lộn, kinh điển, I'm sorry, kinh điển đó. Trời ơi, nó dữ lắm chứ không phải chơi đâu nha. Ở một khía cạnh nào đó, thôi, chúng ta cũng phải nên dành cho em VinFast một tràng pháo tay của chương trình quý vị. À, trời ơi, rồi chưa kể nữa đó, mấy cái hãng kia đó, rồi kia, thậm chí là Nhật Hàn luôn. Trời ơi, thậm chí là xe Nhật với xe Hàn luôn. Xe Nhật, xe Hàn là bây giờ là đó, không thể nào mà đấu lợi với em VinFast, cô chú chị nghĩ xem. Thấy không, Nhật Hàn là bán một năm bao nhiêu xe? Bán một năm bao nhiêu xe? Mấy triệu chiếc xe đúng chưa? 2-3 triệu chiếc gì đó. Toyota bán một năm bao nhiêu chiếc xe? 10 triệu 500 ngàn chiếc xe. Còn VinFast bán một năm được bao nhiêu chiếc xe? Không, bán năm thì chưa có doanh số xe điện. Xe xăng thì 35-36 ngàn xe một năm, nhưng mà xe xăng đã khai tử rồi. Còn xe điện hiện giờ nha, xe điện hiện giờ thì một tháng là bán cũng được 300 xe nếu mà cộng xe VF8 rồi VF34 rồi sắp tới đây là VF9 đó. Trời ơi, nó nghe cụ chú chị thì dữ không? Nhất ha, rồi chưa kể nó gì, Toyota nó đâu có sản xuất xe điện, hoặc là nó có cái chiếc mà BZ4X gì đó, nó quảng cáo là chỉ 40 mấy ngàn thôi. Trời ơi, cô chú chị thấy chưa, xe Nhật đó, Nhật nó có một dòng xe điện à, BZ4X. Trong khi đó VinFast người ta có gì đây, à, VF8 nè ha, VF34 nè ha, VF9 nè ha, VF6 rồi VF7 rồi nè. Trời ơi trời, nó nghe cái gì mà nhiều VF dữ vậy. Và cái doanh số người ta lên tới mấy trăm xe một tháng rồi đó, cô chú anh chị thấy dữ chưa. Và đặc biệt là vì doanh số đó là doanh số ở thị trường Việt Nam đó nha, cô chú anh chị thấy người Việt mà yêu nước chưa. Trời ơi, còn Nhật á nghe là mới vừa khai tử dòng xe Toyota Camry, là dòng xe bán chạy nhất thế giới sau 40 năm giới thiệu với thị trường thế giới. Sau khi mà đã coi như đã bán trên thế giới là mấy trăm triệu chiếc xe Toyota Camry rồi. À, thấy dữ chưa, thấy cô chú chị thấy VinFast người ta làm ăn cỡ đó đó. À, rồi chưa kể nó về xe Nhật nó nghe mà bán có 40 mấy ngàn thì cửa gì để mà đấu với VinFast, cô chú anh chị thấy không? VinFast là người ta là chơi tới đây là chiếc VF9 đó nghe, 83 ngàn đô mà cộng thế má đồ tiền chi phí đồ này này kia ra 100 ngàn đô một chiếc một VF9 thôi, cô chú anh chị có thể mua được. Không, hai chiếc Lexus hạng trung, hai chiếc BMW hạng trung, hai chiếc Cadillac hạng trung, hai chiếc Mercedes Audi hạng trung, một chiếc Bentley, không, hai chiếc Ford Mustang, không, hai chiếc Acura, không, một chiếc Nissan gì nè, quên bà nó cái gì gì rồi, hay là một chiếc BMW M6, không, hay là một chiếc mà Mercedes EQX Mercedes điện, hay là thậm chí là gì phải hai chiếc xe mà Toyota mà BZ4X thì mới bằng, chưa bằng giá một chiếc xe mà VF9 nè, cô chú anh chị thấy ghê chưa. Nhưng tốn nó cỡ nào nó thấy xe VinFast là coi như nó phải há mồm thôi. Rồi trời, cuối cùng nó nghe cũng có một đứa mà coi như nó giúp mình rồi. Không, nhờ có nó mà coi như là thiên hạ người ta mới súng nhau ta mua xe BZ4X hết. Tại vì người ta đâu có tiền đâu mà ta mua xe 100 ngàn đô một chiếc. Đại gia hả? Mà nếu mà đại gia đó nha, đại gia thì phải đi cả Lamborghini hay là Bentley hay là gì nè, mà Maserati chứ không lẽ đại gia mà đi xe gì mà nó lạ quá, ai biết đại gia đúng không? Đúng không chưa mấy em fan cùng với VinFast? Bởi Nhật Bổn là cỡ nào nó há mà còn xe hàng còn kẻ nữa, thấy không? Xe hàng đó nghe, để coi Hyundai Kona hay là Hyundai gì nè, Hyundai EV6, EV3 rồi đó,
hay là Kia Ioniq, là coi như là có 3-4 chiếc xe hiểu đó đó thì mới mua được một chiếc VF9. Trời ơi, bởi vì mấy Hàn Quốc nó gặp xe VF9, VinFast VF8 rồi là nó há mồm hết. Nó không ngờ luôn, nó không ngờ là một ngày nào đó xe thương hiệu Việt mà có cửa chạy trên đường phố Mỹ mà giờ là coi như là cái gì nè, mà giá còn mắc hơn đó nữa. Nó không, nó nằm mơ nó cũng không ngờ nữa, đúng không? Rồi chưa kể nó là gì nè, mà cái điều nó nằm mơ nó cũng không ngờ là cái hãng xe Việt đang cạnh tranh với nó đó, mà hơn 3 tháng mà chỉ giao được có 45 xe thôi, là một cái điều mà coi như nó nằm mơ, nó mơ cũng không ra luôn. Ôi mà nghe rồi nói chuyện mà rồi bị khang tiếng luôn à. Rồi nó làm sao mà nó mơ ra cô chú chị quý vị hả? Mỹ nó mơ cũng không ra luôn đó, làm gì mà nó có thể nằm mơ một ngày nào đó mà coi như là có một xe thương hiệu Việt mà lăn bánh gầm gầm ở trên đường phố Mỹ. Không ai mơ ra hết á. Rồi nói một khía cạnh đó, chúng ta phải nên cho em VinFast một tràng pháo tay cho cô chú anh chị quý vị. À, để chưa kể nó là gì, sắp tới đây nè, em VinFast còn lên kế hoạch là sẽ xuất đâu nha, thêm cái lô hàng là 900 xe qua Mỹ nữa. Cô chú anh chị thấy chưa, tháng 12 năm 2022 là xuất 900 999 xe qua Mỹ đúng không? Còn bây giờ là gì? Tháng sắp tới, bây giờ là tháng này nè, tháng này tháng 4 là cái kế hoạch là có lô hàng nữa qua Mỹ 900 xe. Còn chú chị quý vị thấy chưa, tức là cách nhau nửa năm mẹ VinFast đã xuất đến nha, tổng cộng là 2 lô hàng với số lượng xe là cỡ 1.900 xe qua tới bên Mỹ nè, để đủ bán cho qua tới năm sau luôn á, cô chú anh chị thấy chưa nè, chứ không phải mà bán tầm thường đâu. Tại vì mỗi lần đường đi qua bên Mỹ nó khó lắm, nó xa lắm à, cái đường đi qua Mỹ đi đường tàu nữa nha, thì phải chạy cả tháng mới tới Mỹ. Và cái chi phí vận chuyển mà của cái con tàu mà không phải Photoshop Silver Queen á, là nó lên tới 10 triệu đô la một chiếc tàu đó. Thành ra là nó xa lắm, bởi vì sức là phải sức trừ hao, sức đi một lần là phải đủ xe bán cho nguyên một năm luôn. À, chứ bán cái kiểu mà sức mỗi ngày mỗi sức tiền đâu mà trả. À, mấy Mỹ với mấy Việt kiều tiền đâu mua xe mà dành cho đại gia đó, cô chú chị nghĩ sao? Mấy Việt kiều nào mua xe dành cho đại gia được? Mấy Việt kiều thì chỉ có thể đi là cỡ, nếu mà đi xe điện đó nha, nó chỉ đủ tầm mà đi cỡ Tesla hay là Volkswagen ID4 hay là Mercedes EQX hay là gì nè, Ford Mustang E, hay là gì nè, hay là Porsche Cayenne, hay là BZ4X của Toyota, hay là Hyundai gì EV6 thôi. Mấy Mỹ gì kêu tiền bạc đâu mà làm gì có cửa đi xe mà gọi là xe khủng long VF chứ. Hay là gì nè, xe mà ghế chủ ghế ơi, ghế gì, ghế cơ trưởng. Trời ơi. Trời, Mỹ gì kìa, người ta ngồi ghế da không chứ ghế mà cỡ ghế tiếp viên không chứ ghế cơ trưởng làm sao mà coi như là đủ đẳng cấp để mà ngồi. Cô chú chị nghĩ ha. Trời ơi, nó nghe. Thành ra là xe coi như VinFast mà xuất qua Mỹ đó nghe là coi như là phải trừ hao. À, chẳng như phải trừ hao đó nghe, mà coi như là phải đủ bán mà coi như là qua coi cả năm luôn á. À, mà coi như là gì nè. Và phải trừ hao mà coi như là sự cạnh tranh khốc liệt. Tại vì mấy cái hãng khác á, chẳng hạn như Tesla đồ, hay là xe Nhật đồ, hay là xe Hàn, hay xe Mỹ rồi nè, cô chú anh chị quý vị, một ngày nha, nó bán 4-5 ngàn chiếc xe một ngày. À, nó bán kiểu đó, nhà máy nó sản xuất đâu có kịp. Quý vị thử đặt chiếc Tesla có nhận, phải chờ mấy tháng mới nhận được. À, trong khi đó xe VinFast nghe người ta nắm đi trước đón đầu, người ta thừa biết là trời, cái đó là cái điều mà coi như là cái điểm yếu của mấy cái hãng đó, bởi người ta xuất sẵn xe qua à, luôn. Nó chỉ cần alo em cho anh chiếc VinFast là gặp lập tức có liền á, có liền khỏi chờ đợi gì hết á. Cô chú anh chị quý vị thấy VinFast người ta làm ăn là kinh điển lắm, trong phải chơi đâu. Chúng ta không có nên dạy tỷ phú làm việc, cô chú anh chị thấy không? Bởi vì chúng ta không phải là tỷ phú, chúng ta cùng lắm là triệu phú đô la thôi, chứ chúng ta không phải là tỷ phú, chúng ta không có cửa để mà dạy cho tỷ phú làm việc, đúng không em fan cuồng VinFast?
Thấy không? Có như những người bình dân bá tánh như chúng ta, cửa nào mà dạy cho tỷ phú làm việc, cửa nào mà có gọi là chỉ bảo cho cái hãng xe mà coi như là tỷ đô đã tiên phong dẫn đầu Đông Nam Á mà xuất xe qua bên Mỹ nè. Ghê chưa, cậu chú chị thấy nghe mà coi như lé mắt hết chưa. Nội rồi xe VinFast ta dữ lắm chứ không phải chơi đâu, dữ lắm. Trời ơi, đã chiếm lĩnh lòng tin dùng của coi như người tiêu dùng khắp thế giới luôn, ghê chưa. Ít nhất là xe VinFast nó chiếm lĩnh được lòng tin dùng của mình nha cô chú chị quý vị. Nhưng mà dĩ nhiên mình với em nó chưa có duyên lắm. Tại vì thứ nhất là hiện giờ là ngay cỡ như mình này, tiền bạc đâu mà mua chiếc xe cả trăm ngàn cô chú chị nghĩ sao, đúng không? Mấy fan của VinFast mình chưa kể nó mua về chỗ đầu đậu, mình đang chờ VinFast giảm giá xuống cỡ 20-30 ngàn thôi. À, còn các cô chú anh chị đại gia nào đó cứ vô tư cứ vô tư, hãy chính xác là hãy nên đi ủng hộ xe VinFast luôn, hãy nên đi ủng hộ, đặc biệt là các em fan của VinFast. Tại vì các em fan của VinFast cô chú anh chị quý vị, mấy em đó nó nghe làm lương toàn là bạc triệu không, làm lương bạc triệu không chứ không phải bạc ngàn như chúng ta. Là chúng ta là coi như là lương cùi bắp rồi đó, chúng ta là lương gì đâu mà tháng có 10 ngàn 20 ngàn đô à, còn mấy em đó lương bạc triệu không. Anh nghe cái cửa nào mà chúng ta nói chuyện mà tiền bạc với mấy em đó. Trời ơi, cô chú chị chưa có nghe cái bài thơ hả? Có tiền nhận xét, không tiền nhận xét. Bởi vì các cô chú anh chị chỉ lo nên nhận xét thôi nghe chưa. Còn để cái việc mà nhận xe là để những người mà ta làm lương bạc triệu đó người ta nhận xe. Rồi, video cũng đã khá dài. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị quý vị nha. Cô chú anh chị nhớ coi như ủng hộ tinh thần em VinFast giùm cho em nó đỡ buồn nha. Thôi xin chào, bye bye.